Ác nghiệp theo cả đời, nếu nói mà không suy nghĩ. Dưới đây là những điều tuyệt đối không được nói ra, nếu không khẩu nghiệp theo cả đời không hết. 1. Xấu xa. Xấu xa là từ để chỉ những hành động sai trái hoặc tính cách khó chịu của một người nào đó. Tuy nhiên, không nên ám chỉ từ này. Thay vào đó, bạn nên tìm những từ ngữ phù hợp hơn, chính xác hơn mà có thể khiến người nghe nhận ra sai lầm của mình mà không cảm thấy khó chịu. 2. Lời thô thiển. Những người dùng từ thô thiển đả kích người khác thì cuộc đời không thể gặp suôn sẻ được. Khi thốt ra những lời thô tục đối với người khác thì cũng là lúc bản thân bị hạ thấp, mà lời nói thiện ngữ lại còn bị tổn phước, rất không nên làm. 3. Nói hai lời. Người nói lúc thế này, lúc thế khác, ly gián người khác sẽ không nhận được kết quả gì tốt đẹp. Loại người này rất nguy hiểm, dùng lời lẽ hại người là tạo nghiệp ác chứ không đơn thuần chỉ là nói sai sự thật. 4. Thất vọng. Khi nghe người khác nói thất vọng về mình, chắc hẳn bạn cảm thấy tồi tệ vô cùng. Chính vì thế nên cảnh giác với lời nói của mình, đừng nói những lời này tùy tiện đối với người khác. 5. Lời chán nản, nhụt chí. Những lời chán nản, thối chí không được phép tùy tiện nói ra. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu sa đọa. 6. Lời lẽ khiêu khích. Người dùng ngôn ngữ khích bác gợi nên lòng tham sân si của người khác. Tuy cười nói bóng bẩy đấy mà bụng dạ sâu xa cũng là ác nghiệp. Nếu không thể giúp được gì cho người khác thì không nên hại người. Nếu không thể dùng từ bi mà hóa độ tham sân si của người khác thì cũng không nên khơi gợi cổ vũ những thói xấu đấy.